Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, chào em gái. Rồi mình giới thiệu về bản thân đi em. Em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hoàng Thanh Xuân. Năm nay em 26 tuổi, hiện tại em là chuyên viên ở trường ở quận 5 ạ. Quê quán em là ở Tiền Giang nhưng mà hiện tại thì em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên viên là cụ thể là em làm công việc gì? Dạ em làm văn thư ạ. À văn thư. Rồi mời bạn trai. Dạ em xin chào chị Cát Tường, chào chú Quyền Linh, xin chào tất cả các khán giả em trường quay ạ. Dạ em tên là Nguyễn Thanh Chí Bình, năm nay em 24 tuổi. Em là chuyên viên IT của một công ty ở quận nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Bên kia 26 hả? Dạ. Em 24 hả? Dạ. Nhất được. Gái lớn 2, nhì trai lớn 1. Được. Dạ, được. Được không? Dạ. Mình nói ưu điểm mình chút xíu đi em gái Xuân. Ưu điểm của em là em thuộc tiếp người hướng nội ạ. Thiên về những mối quan hệ gia đình hơn là những mối quan hệ bên ngoài. Khuyết điểm của em thì cũng hơi nhiều. Em thì hơi lạnh lùng một chút. Em không có biết cách thể hiện tình cảm đó. Mỗi lần mà em bị stress hay căng thẳng đó, thì đêm về em ngủ, em hay tra tấn cái người ở kế bên. Hồi xưa em ngủ với mẹ nhưng mà mẹ em sợ, bây giờ hết ngủ với em rồi. Bây giờ em ngủ với ai? Em ngủ mình à. Vậy rồi em tra tấn ai? Cái gối hả? Cái gối ôm. Báo tin buồn cho người nào mà có thể ngủ bên cạnh em. Vậy bạn trai bên kia, mình có điểm mạnh, điểm yếu hay là có tật xấu gì không? Dạ điểm mạnh của em là em có thể hòa đồng, hòa bát. Em có thể đàn, hát, có thể nấu ăn. Điểm yếu của em thì em cũng y chang bệnh bên đó luôn. Nên là em thuộc tiếp người hướng nội. Em không thể hiện tình cảm nhiều. Em sẽ thay vào đó em sẽ làm tất cả bằng hành động hết. Dạ em hơi mất ước một chút. Hả? Tại vì cái nữa là mù đường nặng luôn. Mù đường nặng? Dạ. Thì đi không sao đâu, mù đường giờ có Google Map hết trơn mà. Google Map em cũng mù luôn. Ủa mà nãy có nói cái vụ mít ướt đó là thường ai làm gì em mà em khóc? Ức quá là em khóc mà, hay là em coi phim nào đó xúc động hay gì đó em cũng khóc nữa. Rồi tự khóc rồi tự nín hay sao? Dạ tự khóc tự nín luôn. À hay quá ha. Dạ không, rồi. Em nghĩ em là tới tiếp người gọi là nhiều tình cảm á chị. Vậy thì tình trường mà. Sao, nhiều mối tình không? Dạ không, em chỉ có một mối tình đơn phương thôi. Đơn phương à? Dạ. Bao nhiêu lâu? 3 năm. Trời đất ơi, lâu giờ rồi, em có tỏ tình với bạn đó không? Dạ có, nhưng mà hồi đó em gọi là trẻ trâu lắm. Lúc đó em chưa đủ chín chắn và em chưa đủ lớn. Giờ 24 tuổi lớn chưa? Dạ đủ lớn rồi. Đủ lớn hả? Dạ. Bây giờ tỏ tình người lớn hơn đó nha. Thành được. À, rồi, tin gái. Dạ. Tình trường sao em? Em thì có một mối tình em quen cũng 4 năm à. Nhưng mà em chia tay là do công việc của anh ấy thì không có ổn định. Chia tay bao lâu rồi? Em chia tay cũng 1 năm à. Vậy bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Đầu tiên là phải chân thành, sau đó là cũng yêu với gia đình. Với lại nếu như mà tụi em có thể tiến xa hơn thì em mong người bạn trai của mình cũng yêu thương ba mẹ em giống như là em cũng yêu thương ba mẹ của anh ấy giống vậy. Có. Được không trai? Dạ được hết, được em hết. Yêu ba má em lắm. Thương ba má nhưng có thương ba má bên vợ như thương ba má mình không? Dạ có. Em thích cái người ngoại hình như thế nào? Thì em thích cao hơn em chút, từ 1m68 trở lên. Con trai thì da đen, càng đen thì em càng thích, dành cho nó men. Nhưng mà chị hỏi thiệt, bây giờ nhỏ hơn em 2 tuổi em có ngại gì không? Nếu như mà bạn nói chín chắn trưởng thành thì em cũng không ngại. Em thưa chị. Cao nha, tóc tai được, mặt mà mũi được. Không mặc quá nha chị. Bình dây. Dạ. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Về ngoại hình hả chị? Ừ. Dơ bẩn, đúng chân, đúng chân, đúng chân. Tao xè tay ra coi. À, sạch sẽ. Ủa để móng đó dài dài chi vậy cơ? Dạ để móc đàn phải không? À móc để móc. Đầu có gầu không chị? Trời đất ơi. Lại đây coi. Dạ không, con kỹ lắm. Kỹ lắm hả? Dạ. Ủa mà sao tự nhiên kiểm tra đầu với lần đầu tiên tôi thấy kêu kiểm tra đầu á trời. Không có gầu, không có gầu chân á. Có một ký à, có một ký à. Giống Hàn Quốc lắm nha. Rồi nếu bây giờ được thì khi nào em nghĩ mình tiến tới hôn nhân được? Tùy vào tình cảm hai bên. Nếu như mà hai bên quen nhau mà tình cảm đã thấy chín mùi rồi thì em nghĩ là tiến tới được. Em là nhỏ hơn cổ 2 tuổi. Dạ. Em nghĩ chừng nào em kết hôn? Dạ em thì không quan tâm đến việc kết hôn sớm hay muộn. Em nếu mà em và bạn gái cái bên có thể tiến tới độ hôn nhân á, thì nếu mà đủ vững vàng và đủ tiềm năng kinh tế thì em sẽ kết hôn. Có nụ hôn đầu đời chưa? Mới nắm tay rồi chưa hôn. Mới nắm tay chưa hôn. Mà sao không hôn luôn? Không kỳ lắm. Trời ơi. Lát luôn nha. Mạnh dạn lên nha. Dạ để em gán được. Gán lên đi cưng. Được, cũng dễ thương. Rồi, ở bên đó mẫu người bạn gái lý tưởng của em sao? Dạ em thì không có mẫu người lý tưởng riêng cho mình. Em chỉ muốn bạn gái giống mẹ em là được.
Mẹ em sao tả sơ coi. Dạ mẹ em là một người cực kỳ dễ thương. Cực kỳ dễ. Nghĩ lúc nào cũng dễ thương hết. Chửi cực kỳ. Trời đất ơi. Chửi ai? Để chửi em. À vậy hả? Em vậy? Với mẹ em thì không hợp. Em thì tiếp người thích lắng nghe nói. Mẹ em chửi thì em nghe. Mẹ em thì ngoài những cái đó thì mẹ em rất là người rất là đảm đang. Có thể lo từ việc nhà việc cửa. Ngoài ngoại hình của mẹ em sao? Dạ ngắn chủng, ngắn chủng. Trời ơi, diễn tả mẹ ông thấy thương luôn vậy. Trời ngắn chủng hả? Dạ. Người ta nói mẹ gì cho nó tốt tốt, nói mẹ chửi con, rồi nói mẹ ngắn chủn nữa. Nhà em với mẹ em là hai chị em vậy. Nói mẹ em dễ thương. Dạ dễ thương. Dễ thương nha. Rất là dễ thương. Nhìn gương mặt rất là phúc hậu luôn á. Muốn lấy chồng chưa? Dạ nếu như mà tình cảm với lại kinh tế đủ thì em cũng lấy. Em ghét cái tính xấu của đàn ông gì nhất? Em ghét con trai hút thuốc lá. Hút thuốc lá, có hút quân cưng? Dạ không, con không bia rượu hút thuốc luôn. Rồi, thằng gái dễ thương lắm em. Dạ. Được á. Rất là dễ thương luôn á. Thôi bây giờ mình hỏi về thân nữa coi. Hôm nay em đi với ai? Em đi với mẹ em ạ. Rồi đi với mẹ, chào chị gặp mẹ nha. Rồi chào cô. Dạ chào cô. Chào Quỳnh Linh, chào Cát Tường, chào quý vị khán giả. Mình là mẹ của bé Xuân. Mẹ nghe nói mẹ của dì chửi dữ dằn quá, mẹ ngán. Thật sự mẹ ngán. Dạ không, mẹ con rất là dễ thương. Dễ thương kiểu đó là cô sợ. Đã chửi con được thì con dâu như thế nào? Không cô, thật chứ là bạn trai nói chơi vui thôi. Chửi là chửi thương, chửi yêu đó cô. À dễ yêu, chửi yêu thôi. Thôi cô thấy vậy cô cũng sợ lắm. Này nó vẫn chơi, nó dễ thương thôi. Con suy nghĩ lại. Con bảo đảm với cô, không bao giờ có người phụ nữ nào mà chửi con từ sáng sớm. Người ta cũng chỉ nói yêu thôi. Dạ. Thật sao? Sự là cô cũng rồi, rất e dè. Ta sẽ giải quyết chuyện đó. Cảm ơn cô. Dạ, dạ. Trai đi với ai? Dạ, em đi với đồng nghiệp của công ty không ạ? Em chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường. Em là đồng nghiệp của bạn Bình ở công ty ạ. Thì chị thấy bạn gái ở bên đây thì dễ thương. Cũng có thể là hợp với tính em về cái phần nội tâm. Mong là hai bạn sẽ đến được với nhau. Tại vì chị thấy bạn bên đây là dễ thương. Rồi, rồi cảm ơn em gái. Bây giờ sẽ cho các bạn tiếp xúc để trò chuyện với nhau. Chúng ta cảm nhận. Mở rào. Dạ, xin chào bạn. Có món quà bạn nhỏ tặng bạn. Dạ. Có... À, một bài hát đi em. Chuẩn bị một bài hát. Và mình muốn hát riêng tặng bạn. Là bài Thằng Điên. Sao tôi lại lang thang, tình yêu thì miên man. Ngày xanh cùng mấy tung tăng tự mình bên phim đàn. Nhìn em mình ngơ ngác, lòng anh chợt hơi khát. Tình yêu này đến đúng lúc tay anh san vượt qua. Nụ cười tỏ hương nắng, bình minh và mây trắng. Hình như đều kêu tên nôi, ôi tình yêu đến rồi. Chẳng ai phải thắc mắc, còn tôi thì đã chắc. Nàng ơi nàng hãy đến chiếm lấy tâm hồn tôi. Dạ rồi. Hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Em cảm nhận về bạn là bạn cũng như giống như y khuôn những cái tiêu chí của em là mặt mâm chút xíu, dễ thương chút xíu. Bạn rất là dễ thương ạ. À. Mình hơn bạn tới 2 tuổi thì bạn có ngại vấn đề đó không? Dạ không, không thành vấn đề ạ. Còn về vấn đề tôn giáo á, thì nếu như mà hai đứa tụi mình mà quen xa hơn thì bắt buộc bạn là phải theo đạo của mình. Tình yêu đủ lớn và mình thương bạn thật lòng thì mình chắc chắn sẽ vào đạo cùng bạn. Đó. Hiện tại thì bạn ở quận mấy? Dạ hiện tại thì mình ở quận nhất luôn, gần công ty mình luôn. Không có dạ nữa. Quê dạ. Mình ở đâu ạ? À? Dạ quê mình ở Cần Đước, Long An. Quê mình ở Tiền Giang. À. Gần nhau đó, huyện nào? Dạ Gò Công Đông ạ. À. Gò Công Đông, ồ. Cần Đước đi về Gò Công Đông qua cầu Mỹ Lợi sát bên nha cưng. Con không biết đâu chút. Trời ơi. Nói đó mình không biết. Quan điểm về tình yêu như thế nào? Rồi chuyện hôn nhân như thế nào? Dạ. Quan điểm về tình yêu của em là chỉ cần hai người chân thành, thấu hiểu và biết chia sẻ lẫn nhau. Đừng có giấu giếm nhau. Dạ. Nhưng mà nếu em, khi mà mình tiến tới thì bạn có thể mà yêu thương gia đình của bên mình giống như là của bên bạn không? Dạ chắc chắn là có. Dạ đi, trời ơi anh em đi. Hẹn hò mà bà mà dạ. Chắc chắn là có.
lúc mà mình nói mẹ mình giữ chỉ là mình nói chơi. Mẹ mình rất là yêu thương mình nên cái gì cũng lo, nên cái gì mẹ cũng la mình muốn mình trưởng thành, chứ không phải là la để tối ngày này vậy. Nó chỉ là la yêu thương thôi. Ý là nói thậm sưng lên thôi, có ở với mẹ đâu, ở Sài Gòn mẹ ở dưới quê mà làm sao mà la suốt ngày được, đúng không? Từng nào đúng hơn á là mẹ em càm ràm em. Dạ, đúng nhắc rồi nhở em thôi. Dạ đúng rồi ạ. Chứ mai mốt đừng đi đâu nói chửi người ta hiểu lầm nha cưng. Dạ nha bé nha. Dạ. Vậy bạn có một cái mẫu từ người lý tưởng nào cho mình hay không? Mình thì cũng không có xây dựng mẫu người lý tưởng cho mình, chỉ cần người đó là chân thành, yêu thương gia đình hai bên, với lại có sự trưởng thành trong suy nghĩ. Mình á thì không biết bạn yêu thích cái thế giới ngoài kia ra sao, yêu thích những gì ở cái thế giới đó. Nhưng hôm nay, tại thời điểm này, mình, một con người bé nhỏ trong cái thế giới đó, sẽ cố gắng từng ngày để làm cả thế giới của bạn. Quá ngôn tình. Đã có một chút gì đó cảm nhận về nhau, cũng đã hỏi ý kiến người thân. Hai bạn nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình, xem có đủ để chúng ta có thể đến với nhau, hẹn hò với nhau hay không. Bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn. Trái tim rung động, hẳn bấm. Chúng ta hãy làm theo sự suy nghĩ và trái tim của mình các bạn nha. Chuẩn bị. Thật sự nếu chúng ta thấy có rung động với đối phương thì chúng ta nên cho mình cơ hội. Còn nếu chúng ta cảm thấy không phải thì chúng ta không bấm, để cơ hội đó dành cho những người khác, những người đang theo dõi chương trình. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời bạn. Chúng ta cũng có thể hiểu được lý do tại sao mà bạn gái không bấm. Nhưng em có thể nói một điều gì đó vào lúc này. Em không bấm, không có phải là suốt cuộc đời này em không bấm. Nhưng mà em muốn, nếu như mà bạn nam muốn có ý với em á, thì bạn có thể thuyết phục mẹ em được. Thì tụi em cũng có thể cho nhau cơ hội. Bây giờ em vẫn chưa đủ rung động để mà bấm nút à. Dạ. Em trai nghĩ như thế nào? Dạ, em thì em cũng hơi nuối tiếc một chút. Không sao cả, chàng trai trẻ. Em là một người theo chị đánh giá là rất là dễ thương, rất là chân thành. Và cũng có rất rất nhiều cô gái đang theo dõi mà có thể là cũng đang rất là mê em luôn đó. Đây cũng thuộc loại là hot boy đó, hãy tự tin lên nhé. Dạ. Cô à, đây là hai hồ sơ rất hợp với nhau về tất cả mọi thứ. Rất hợp nhau về tâm tư, tình cảm, những cái ý. Gọi là hai bạn rất hợp, chúng tôi đã lựa chọn cả ngàn hồ sơ. Và đây là cái duyên, nó rất là có duyên với nhau. Nhưng mà thôi, có thể là họ không có phận với nhau. Linh nghĩ rằng là yêu thương nhau là quyền của bọn trẻ. Có đôi khi vì tất cả mọi thứ họ sẽ vượt qua. Và nếu như mà bạn ấy có cố gắng thì cô cũng cho bạn ấy cơ hội nha. Dạ, dạ. Cô. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình và hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm tìm được người yêu thương của mình nha. Như họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc hiện tại là... Mình tên là Trần Ngọc Kim Ngân, sinh năm 1997. Mình công việc hiện tại của mình là kế toán. Kế toán ở công ty đầu tư, còn mình ở trò với bạn ở vùng 3. Cái này đang ở đâu nha? Rồi, Ngân có những cái sở trường, sở đoạn gì không Ngân? Sở trường hả? Ừ. Sở trường thì mình có khả năng tư duy logic, quản lý tài chính cá nhân tốt. Rồi nói chung là tính toán nhạy, nó có một các cái kiểu biết đầu tư, biết quản lý tài chính và đầu tư. Tập tư chứng khoán. Còn tình yếu thì hơi đỏ. Hay quên, cũng hơi đỏ. Biết nấu ăn những món cơ bản thôi. Thì mình cũng nhận. Thứ nội, giao tiếp của mình là bị kiếm. Thiếu khả năng phản biện. Cũng bị người ta hay dễ bị nhắc mũi. Người ta nói gì nhìn nấy á. Là kiểu giao tiếp rồi ấy ạ. Là kiểu là dễ tin người đúng không? Là kiểu dễ tin người ấy hả? Cái gì? Cái gì? Là kiểu dễ tin người đúng không? Đúng. Nên hay bị rắc mũi. Dễ tin người.
Không, vậy thì chia sẻ một chút về tình trường đi. Trước giờ bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Mình tìm hiểu 2-3 người gì đó. Nói chung là hình như cũng chưa gọi là yêu. Chỉ tìm hiểu. Nghĩa là chưa có một mối tình nào? Có quen nhưng mà kiểu là không yêu lắm á. Gọi là quen nhưng thời gian lâu nhất là bao nhiêu lâu cho một mối tình? 1 năm hồi học sinh cơ. 1 năm? Ừ. 1 năm mà vẫn chưa yêu lắm. Thì lúc đó nhỏ mà nghĩ là cũng không phải là yêu. À ok. Đó thì nhưng mà là tại sao, lý do tại sao mà ngày hôm nay bạn này đăng ký tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Động lực ở đâu? Nói chung là bây giờ thì trước đó thì mình kiểu cảm giác thì không cần một người bạn trai ở bên cạnh. Nói chung là bây giờ mình sẵn sàng cho đi tình yêu. Mình muốn tìm một người tâm hành để chia sẻ cùng nhau tiếp. Chứ dạ. Cũng muốn thấy cái cô đơn. Về cái hình mẫu bạn trai mà Ngân hướng tới á, như thế nào? Thì ưa nhìn có nụ cười tươi, cao, chơi thể thao, không hút thuốc, mỏng cười, nói ít làm nhiều, biết quan tâm mọi người xung quanh. Nơi ở quê quán vùng miền thì có vấn đề gì không? Nói chung là không xa lắm thì được. Mình quê ở Phú Yên, mình chắc là không thích người ngoài Bắc á, tại vì sao á? Từ đâu ra? Nói chung là từ chỗ Phú Yên đổi lại phía Nam. Rồi. Yêu xa thì có được không? Sao? Không, yêu sao? Không yêu sao? Ngoại hình là ưa nhìn à? Có cần phải cao ráo hay là mập hay như thế nào? Có đặc điểm gì không? Cao 7. Còn nói chung là bạn đó có tính thân chưa thể theo thì được. Ngoại hình thì nếu mà chơi thể thao thì chắc cũng không mặc đâu. Rồi, ok. Mà Ngân có một cái tật xấu nào mà đặc biệt, tật xấu của bạn á? Chắc là hơi vô tâm, vô tư và vô tâm á. Lạnh lùng. Cái đó là yếu nhỉ? Sắp là gì nhỉ? Rồi. Có một cái gọi là tài năng tài nẻ thì không? Hát, có đi hát karaoke bao giờ chẳng hạn? Không, mình hát dở lắm. Chương trình là mình phải chuẩn bị ca hát một đoạn đi. Không, ở mình Điệp, đọc thơ đọc. Mình muốn ok được rồi, bên mình sẽ liên hệ với bạn nào. Thế hôm nay mình chỉ hỏi số những gì nha. Dạ vâng, chào chị nhá. Chị giới thiệu về một cái thông tin của mình. Hiện tại tên tuổi, tài năng phải ra và công việc của chị nhá, để bọn em nắm được vậy ạ. Vâng, giới thiệu với lại ban tên tập chương trình. Mình là tên đầy đủ họ và Nghe Thị Tuyết. Sinh ngày 12/3/1971. Quê mình thì ở ngoài Quảng Ninh. Hiện tại thì mình đang ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Và công việc
đánh của mình đang tự và cụ thể quên gì nhỏ coi cho lúc nào chị ta làm bên bất động sản chị có những cái ở trường ở làm gì à chị chị giấy biết tạm gọi là vui vẻ hòa đồng thân thiện là mấy bạn ít tuổi của mình thì nó không được như những lớp trẻ và bây giờ thế nhưng mà theo nhận xét của mọi người thì mình cũng biết tập chị có một cái tật xấu gì không ạ? Tật xấu thì dễ thương, đáng yêu, một tật xấu đặc biệt. Thực ra là mình hơi bị cái nghề nghiệp tật hơi bình. À, lắm tính hả? À, mỗi khi mà chị ấm thì chị cần thể hiện nó ra như thế nào? Chị đồ hay là chị ấm người không, không đến mức nhé. Cũng là cũng tính là cái lắm cục mà cái gì mà nó không được như ý hoặc là người ta hứa hẹn với mình nó thì mình có gọi như là hơi khó chịu một chút. À, cho em hỏi về tình trạng của chị. Dạ. Tình trạng của chị bây giờ chị thân nhé. Dạ. Chị đã từng có gia đình không? Từng có gia đình rồi. Chị hôn bao và ly hôn bao nhiêu ạ? Chị hôn năm 1988. Chị hôn 2002. Dạ vâng. Chị hôn bao nhiêu ly hôn nhá? Chị hôn bao nhiêu anh ấy đi ở người khác. Thực là chị số 8 thì 5 1 9 8 mà chính là chị có thì khi chị sinh con chị được 3 tháng đi ở với người khác nhưng mà cũng phải đến tận năm 2002 chị mới ra tòa. Năm chịu khổ chưa được cùng mấy năm hả chị? thì cũng cứ muốn là để anh ấy quay về với mình nhưng mà đến lúc về anh không về nữa thì lúc đấy thì chị mới ra tòa. Dạ vâng, hiện tại thì chị đang có mấy người con tức cả? Chị có một con chị có ra rồi và chị đang có 2 đứa cháu nội. Con chị bây giờ thì cũng đã có ra chủ được sẵn ở mừng và chị cũng nói chung là tính này chị cũng tạm ổn. Dạ rồi bây giờ cho em hỏi về mặt hơn cho chị người đàn ông như chị muốn nhờ chương trình tìm cho chị một người đàn ông chị cũng trọng về hình thức không quan trọng về địa phương kinh tế nhưng chị muốn là một người đàn ông đẹp tế đạo đức. Người ta ở bên cạnh chị, người ta là cái tựa cho chị cái. Dạ. Bây giờ là chị đang ở Phú Quốc. Vậy giờ cái chàng trai mà cách một xíu yêu cầu nào không? Đâu? Anh chị cần đúng anh ấy ở Phú Quốc.
cũng không quan trọng về cái vấn đề là người ta đang ở đâu em ạ. Hiện tại hôm nay thì chị đang ở trong mình. Đấy, nhưng mà thực ra để mà nói là được một người đàn ông thì người ta ở đâu cũng thể là chị đến. Bây giờ là người đàn ông đấy mà đã từng đổ hôn nhân mà có con cái thoải mái hai từ gia đình thì chị cũng muốn là một người đàn ông của chị là khi đã thương nhau rồi thì thương luôn cả những người xung quanh, những cái vấn đề về con cái đi thì chỉ là nó cũng không thể gọi như là để cho mình khóc lắm em. Là chị đang còn ở công việc của chị chắc phải đi nhiều lắm đúng không? Thực ra là chị đang có một cái ở trong đây cho nên cũng đi là việc là rồi cũng chị ví dụ lên thì ca hát một bài được cái vấn đề kém đó. Không, Quảng Linh cũng có nhiều bài mà. Vâng, cái âm là kém là cái giờ hôm nay thì bọn em trả những cái thông tin cơ bản với chị trước để biết về chị. Nếu mà tìm được cái người mà phù hợp đúng với tiêu chí của chị ổn định thì tụi em cũng sẽ làm. Em cảm ơn chị nhiều. Vâng em, chị cố gắng cho chị cái tiêu chí chị đặt ra thì nó không em. Anh chị ơi, anh chị Thoát cũng gọi giúp em nha.